Tập 7. Người mẹ chồng tuyệt vời. Mẹ chồng có tiêu chuẩn kép sẽ như thế nào? Mẹ, con về rồi đây. Đến đây và uống nước đi. Cảm ơn mẹ chồng. Con muốn uống nước lạnh sao? Con có thể uống giống như con trai mẹ không? Không có ý kiến gì à? Mẹ chồng, con hết tiền rồi. Mẹ có thể chuyển cho con một ít tiền được không? Được rồi, mẹ sẽ chuyển cho con. Tài khoản của bạn vừa nhận được 10.000. Mẹ ơi, con cũng không có tiền, chuyển một ít cho con nữa nhé. Mẹ sẽ chuyển 60.000 cho con. Mẹ vẫn tốt với con nhất. Con đang làm gì vào lúc nửa đêm thế? Làm phiền giấc ngủ của mẹ. Mẹ chồng, con đói quá. Con sẽ nấu cho cô ấy ít mì ăn liền. Nửa đêm mà ăn mì gói gì chứ? Vào phòng và ngủ ngay bây giờ. Nhưng nó có đúng không? Những lúc đặc biệt, con vẫn chưa biết cách chăm sóc bản thân. Uống nước lạnh không tốt. Cốc nước gừng đường nâu này là của con. Điều hòa mẹ đã chỉnh cho con. Hãy đi nghỉ, mẹ sẽ gọi khi bữa ăn đã sẵn sàng. Mẹ, không phải mẹ nói sẽ chuyển 60.000 cho con sao? Tại sao chỉ có 100 đồng? Ít hơn nhiều so với vợ con. Con vẫn có thể so sánh với con dâu của mẹ sao? Mẹ đưa cho con 100 tệ đã là nhiều rồi. Con dâu, mau ra đây. Đừng ăn mì ăn liền liên tục, không tốt cho sức khỏe chút nào. Ăn nhanh rồi vào đi ngủ. Ôi, mùi thơm quá. Tập 8. Không ai có thể thoát khỏi sự đáng yêu này. Thỏ nhỏ, một fan hâm mộ đã gửi cho con một số truyện tranh. Ôi, thật tuyệt vời. À hơ, ai đã gửi cái này? Cái quái gì đang xảy ra? Mình sẽ bị ám ảnh khi đi ngủ mất. Một lúc sau. Gì thế này? À, đáng yêu quá. Tập 9. Bạn nghĩ người dọn dẹp có nên bồi thường không? Dì đang làm gì thế? Đây là xe của cháu sao? Đúng vậy. Dì không nhìn rõ và vô tình va phải. Không sao đâu, dì ổn chứ? Dì ổn. Chỉ cần ổn là được rồi. Thoạt nhìn cháu giống như một người giàu có. Cháu sẽ không bắt đền người dọn dẹp, phải không? Dì đi trước đây. Cái gì? Đợi đã, vấn đề chiếc xe vẫn chưa được giải quyết. Nếu không phải xe đậu ở đây, tôi sẽ không đâm phải nó. Xe của tôi đang đậu ở bãi đậu xe. Chính dì đã làm sức xe của tôi. Ngay cả khi nó được sửa chữa, nó sẽ tốn ít nhất 10.000. Cánh tay của tôi thậm chí còn đang bị đau. Phải cảm ơn khi tôi không bắt đền cô. Đáng ghét, dì đã động nhầm chỗ rồi. Có thấy camera ở kia không? Tin hay không thì tùy, tôi đã ghi âm và sẽ đăng lên mạng. Nói cô, một người giàu có, bắt nạt tôi, một người dọn dẹp. Chờ bị ăn chửi đi. Được rồi, tôi đang chờ đây. Tất nhiên, tôi cũng sẽ giúp đánh giá, hỗ trợ thỏ, yêu cầu bồi thường từ người dọn dẹp. Vui lòng bấm 1 trong khu vực bình luận, hỗ trợ người dọn dẹp. Bấm 2 nếu không cần bồi thường. Tôi tin rằng con mắt của các bạn đang xem rất sắc bén. Tập 10. Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, thế giới bỗng nhiên tràn ngập sắc màu. Khi người có khả năng đọc được suy nghĩ người khác gặp được định mệnh. Tại sao? Có một người rắc rối đang đi tới. Tôi chỉ là một người rắc rối, xin lỗi. Cái này là cái gì? Thật kinh tởm khi ngồi cùng bàn với loại người này. Anh Giao thật đáng thương. Tất cả đều giống nhau cho dù mình đi tới đâu. Mọi người ghét mình rất nhiều. Không ai muốn làm bạn của mình cả. Tập 11. Người mẹ chồng mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn. Mẹ chồng có tiêu chuẩn kép sẽ như thế nào? Con dâu à, hãy lấy bất cứ thứ gì con muốn mua. Mẹ ơi, con muốn ăn cái này. Đàn ông trưởng thành cần gì ăn cái đó? Đặt lại đồ ăn vặt ngay đi. Con cũng muốn ăn. Khoai tây chiên có được không? Như thế này đủ chưa? Ăn. Tiến lên. Đi nấu ăn đi. Để con làm cho. Không được, con có đôi bàn tay mỏng manh quá. Làm thế nào con có thể chạm vào nước lạnh được chứ? Bàn tay của con cũng mỏng manh lắm. Con có nên ngồi miết đó hay không? Để con đi. Nhanh lên, thỏ con chắc đang đói lắm. Mẹ, sao con chỉ được một miếng thế này? Ăn ít hơn cho mẹ. Gần đây con béo lên như một con lợn. Con làm gì béo ở đâu chứ? Ăn thêm đi thỏ con.
Tập 12. Đi ăn cướp quên coi ngày. Cướp đây. Tôi không gọi đó là cướp. Anh đã cướp nhầm người. Không phải, chị cả. Sao anh dám gọi tôi là chị cả? Thật bất lịch sự. Ôi, mẹ ơi. Dám gọi tôi là mẹ sao? Tôi sẽ là bà cố của anh. À, không, không. Bọn cướp, anh dám gọi tôi là cướp sao? Hãy cho tôi một lượt thích. Tập 13. Dỗ con gái thật dễ. Dỗ con gái thật dễ. Đừng khóc, anh đã sai rồi. Anh mời em đi ăn tối nhé. Anh không hiểu em một chút nào. Hay là em đánh anh đi. Em sẽ không tha thứ cho anh vì bất cứ điều gì anh nói. Anh sẽ mặc váy rồi nhảy múa. Anh sẽ mặc váy rồi nhảy múa. Gì cơ? Em đăng video đó lên mạng được không? Nếu video này được hơn 500.000 lượt thích, hãy đăng nó.